Tiếp theo đây, cái chủ đề tiếp theo là con XPS 15. Mình sẽ đi kỹ cấu hình này. Con này tương đối là hot hiện tại đấy, anh em mà đang cân nhắc chuẩn bị chốt đấy. Thì hôm nay là cái dịp để mình xem cái hình ảnh thực tế của sản phẩm luôn. Cái đơn này là mình gửi cho khách hàng Nguyễn Thị Minh Thùy ở phường 3 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Cấu hình build là Core i7 1370H. Con này là RAM 16GB, ổ cứng 512, 15.6 Full HD. Model chính xác là Dell 10 XPS 15 9530. Con này là trang bị cái card là A370M 4GB DDR6, cực kỳ khỏe luôn. Đây tổng quan. Cấu hình cụ thể ngoài thùng đây. Đấy, còn bên kia là số sức viết tách. Quay bên kia đây. Đấy. Số sức viết tách của máy đây. Thì cái số sức viết tách này anh em check trên trang của Dell luôn, cũng là cái số mà quản lý sản phẩm linh kiện mà giống như căn cước công nhân của con người ấy. Thì khách hàng nhận thì cứ cái số này là đúng rồi, đúng cái số mà hợp đồng bill của khách rồi. Tổng quan khui thùng nhanh. Khui thôi, khui để kiểm tra sản phẩm bên trong thôi. Đơn này là khách hàng bill, lúc thời điểm bill là được giảm khoảng 300 đô. Cho nên giá về tay là khoảng 32 triệu. Đấy. Thì đợt này Dell là đang sẽ off tương đối là mạnh nhé. Anh em mà quan tâm thì nên bill thời điểm này, giá cực kỳ tốt luôn. Thì đơn này thì khách hàng là yêu cầu là nhờ công ty làm hết từ A đến Z, tức là boom window bản quyền này, và yêu cầu quay cái video khui thùng để khách ở xa kiểm định lại. Nếu mà khách có ở trong page thì có khi đang xem phát trực tiếp rồi. Đây là cái hình ảnh quen thuộc mà anh em hay thấy mà khui thùng bên mình đây. Đấy, dòng XPS thì đường dòng cao cấp, được đóng gói rất là cẩn thận luôn, thường có cái ni lông bên ngoài. Đó. Đấy, cái giá trị chính là cái hộp đen đây, gọi là hộp đen quyền lực là quả này đây. Tất cả nằm trong này. 32 triệu làm tất trong này. Đấy. Mình cũng đang tò mò muốn xem là cái phiên bản 9530 này nó có cải tiến gì so với 9520. Phụ kiện, em cứ để máy xuống đi, kiểm tra phụ kiện trước, từng bước một. Thanh niên này chuyên sous-phay, đấy, anh em có nhu cầu sous-phay cứ liên hệ đồng chí này. Có con nào bán sẵn? Bán sẵn bên mình đang có con này, con sous-phay Pro 9 này, nguyên niêm phong. Úi giời, đụng cái lĩnh vực của anh Phát là nhanh lắm nhỉ. Ý đã sẽ có chủ đề sous-phay sau cho anh em. Bây giờ để đỡ loãng cái nội dung mà khách hàng xem video ấy của chủ khách hàng ấy, kiểm tra lại đây phụ kiện. Em cứ mở hết ra điểm danh xem có những cái gì trong đấy. Ừ, có sạc này. Cái đấy là cái gì đây? Cái cổng chuyển đổi. À đấy, dòng 15 thì cho mình cái cổng chuyển đổi này. Đấy, USB A này ra HDMI này. Bên kia là cổng em ơi, bên kia đi đầu đối diện bên kia nó là dập vào là gì? C à? Không có. Rồi ok. C rồi. Tổng quan. Có sạc, đấy linh phụ kiện đi kèm. Rồi. Dòng này sạc to thì vì công suất sạc phải lớn thì mới đáp ứng được cái cấu hình mạnh. Rồi phụ kiện ở chủ đề chính đây. Rồi xong. Đấy, cái máy. Giờ tổng quan mình sẽ vào cái nhân vật chính là Dell XPS 15 9530 phiên bản mới nhất 2024. Đây. Tổng quan. Anh cứ bóc niêm phong trong ngoài giới thiệu sơ qua một vòng cho anh em. Thì mình cũng chia sẻ luôn là bên mình không chuyên về đánh giá chi tiết đâu. Chỉ là giới thiệu về khui thùng, có là để anh em tiếp cận được thông tin ấy. Thì mình sẽ có cái dữ liệu phân tích cái hàng mới 100%, tiêu chuẩn nhập từ Mỹ nó như thế nào, nó khác với hàng open box, hàng refurbished như thế nào. Tại vì nó liên quan đến giá thành của sản phẩm, hàng mới là giá cao nhất và cũng là tiêu chuẩn cao nhất. Hàng refurbished thì nó sẽ rẻ hơn. Đây, chủ thể chính đây. 9530. Mình chỉ nhìn qua ống kính thôi, từ xa thì mình thấy cái thiết kế nó từ con 9520 trở lên. Nó dựa trên nền tảng thành công nên người ta phát triển lên cái mẫu này. Thì cái đầu tiên anh em sẽ nhận biết nhất là con chip rồi, toàn bộ phần cứng mới. Rồi. Bên trong này vẫn là carbon kết hợp với lại nhôm nguyên khối, chất liệu cao cấp, đây là những cái chất liệu làm nên thân vỏ máy bay đây anh em. Đấy, tại sao mà khi một cấu hình nhân XPS thì giá khác hoàn toàn so với cấu hình trên cái dòng sản phẩm khác, cụ thể là cấp thấp hơn như dòng Inspiron chẳng hạn. Thôi, quay một vòng đi xem nào.
Hình tượng gì vậy thôi, mình xem có khác biệt gì cổng kết nối không. Em bên các cổng kết nối như thế nào. Rồi, ok. Rồi, đây, kết nối đây. Bên này vẫn có cái lỗ cắm khóa Kensington truyền thống rồi. Hai cộng C. Bên kia có làm gì không? Tổng quan A. Bên này có thêm một cổng C nữa, một cái jack cắm 3.5. Và quả này như là ta cái khe đọc khe nhớ đấy. Rồi, tổng quan vậy thôi. Đây là XS15 9530, đơn gửi anh em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, tổng quan. Công việc tiếp theo chỉ là bung Windows bản quyền để cài đặt thêm một số ứng dụng căn bản cho khách hàng thôi. Rồi, xin cảm ơn. Quay chậm chậm nào. Anh cần cân thước đo luôn. Cứ quay chậm chậm đều một vòng. Đấy, cho anh em trải nghiệm qua cái mẫu này. Ok, xong. Mình có làm xúc phây làm luôn đi, thì anh quay luôn cho. Thôi, tắt. Tắt được mấy cái tin. Chào đi. Mạnh dạn lên vậy. Chào cái khách hàng đến cái tương lai tiếp theo.